Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra cái con tai nghe Bluetooth i7 Pro. Cái con này là khách gửi cho mình ha. Ở đây mình thấy là cái tai nghe này á, có một bên, không có xài hai bên như các loại tai nghe thông thường. Music Airphone nè. Ở đây, trong đây là có một cái hộp, đây là một cái tai nghe của nó. Có một cái cáp sạc. Tai nghe này khá lớn hơn so với AirPods nè. Có thiết kế tương tự. Nhìn cái bề ngoài nó nói giống AirPods. Cái này là khách báo là bị mất nguồn. Cắm sạc á, đèn vẫn báo. Tuy nhiên á, nó nóng máy ha, mà mở nút nguồn power on nó không lên. Đây mình lấy ổ cắm mình kiểm tra thử coi. Đây cáp sạc của nó nè. Mình quan sát á, nó vẫn lên đèn ha. Sạc không vào. Rút ra mất nguồn. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình mở ra mình kiểm tra coi. Như vậy là cái con này nó vẫn còn nguồn nha. Để kiểm tra coi nó bị pin không. Rồi muốn mở cái con này ra mình bẻ nhẹ nè. Cái này mình bẻ nhẹ qua bên. Đó, không tách ra được phần này. Ở đây các bạn quan sát cho mình đó. Đây là phần tai nghe. Đây là pin của nó. Cái mạch khá đơn giản à. Bên trong á, nó còn cái mạch nữa. À, tí nữa mình mở ra mình kiểm tra luôn. Rồi đó. Quan sát thì thấy pin nó bị xúc dây. Để mình đo cái điện áp pin coi. Mình vặn 20V. Mình đo điện áp trên pin còn hay không. Có trường hợp mà nó pin yếu á thì mình kích pin, hoặc trường hợp mà pin hư á mình thay pin ha. Khách báo người ta sẽ nói sử dụng pin nó nóng lắm nha. Đây mình đo là thấy không lên điện áp ha. Thấy khoảng là điện áp nó khoảng là 1,3V. Đâu mình thử kích pin thử nha. Đây mình dùng bộ nguồn mình chỉnh cái điện áp khoảng 2,5V đi. Ở đây mình kích pin từ từ lên. Coi nó có vô pin không à. Đây là cái dây âm ha. Dây âm thì mình kẹp vô chân âm của nguồn. Còn cái chất dương á mình kẹp chân dương ha. Dây đỏ. Rồi mình chỉnh về đây nè, nó không giúp gì luôn nha. Và pin này bị hư. Thấy kim vòng nó không lên vậy. Đó mình kẹp nguồn mình cấp mình kết pin á, nó không lên ha. Không giúp gì luôn.
Em lấy cục pin của mình thử coi. Đây pin cùng loại của nó. Đó, như đây mình kích pin thử coi. Đó, mình vặn chỉnh nè. Các bạn quan sát cho mình đó, mình thấy kim vòng nó tăng lên nè. Và lại cái pin này ok ha. Ở đây nó bị hư pin rồi. Rồi mình kiểm tra bo mạch ra. Tại vì ngoài pin hư này á, khách báo nó còn nóng máy nữa. Nghĩa là sờ do nó rất nóng ha. Rồi mình tiến hành mình tháo ra mình kiểm tra luôn. Mình tháo phần đuôi ra. Đây là phần chân sạc của nó. Mình xả hai cái phần dây loa nghe ra. Nhìn bên ngoài cái con này khá đơn giản ha. Chân sạc nè, có hai chân cộng trừ. Nó đi từ cáp sạc vô. Rồi nó sẽ vô con IC này. Dấu chấm IC là chân số 1 ha. Mình sẽ tính đường vòng. Ở đây là 2 nè. 4, 6, 8. Chân số 1 là dấu ngang dấu chấm thì đi ngược chiều kim đồng hồ. Bên đây là hai con led mirror, nút power on mở nguồn ha. Hai dây này là hai dây receiver, có nghĩa là dây loa. Rồi hai dây cộng trừ. Đây là con thạch âm dao động ha, PC Bluetooth là cái con chính của nó nè. Trong mạch nói chung là khá đơn giản, nó chỉ sử dụng một con IC Bluetooth thôi. Rồi đây là cái ngõ ra anten thu phát Bluetooth. Khi mình tháo nguồn ra để mình kiểm tra thử ha. Cấp nguồn vô đây. Thấy không? Đèn led nó sáng ha. Rồi mình nhấn mình giữ nút nguồn. Sáng là báo đường sạc á. À. Đèn led nó chuyển sang màu xanh đó. Như vậy mình kiểm tra sơ bộ là cái con IC này không sao ha. Có nguồn. Rồi để mình dò coi cái con IC 6 chân 16 chân này á, nó là chức năng truyền chân là cái gì, mình tra data sheet thử. Như đây mình ở đây á, mình có cái sơ đồ chân, mình nhìn trên thân của cái con IC 16 chân này là IC Bluetooth của cái tai nghe, nó có mã số là HL0B14EDT. Với chức năng truyền chân của nó, như chân số 1 là LED 1 nè, chân thứ 2 GDD nối mát nè, chân số 3 là volume cộng, số 4 là VIN, VIN là đường sạc đó nha. Tại vì lúc đầu á, các bạn nhìn thấy mình cắm cái sạc vô, nó báo đèn LED này chứng tỏ cái đường sạc ok ha, mà là không mình bỏ qua cái đường này.
Rồi chân số 6 của mình đó là chân battery cộng, chân số 7 là battery trừ. Hai chân này là chân nối vào pin ha. Chân số 8 là chân NC. NC là no connect á, có nghĩa là không có kết nối ha. 9 số 10 là R cộng R trừ. R trước này là receiver, có nghĩa là cái loa mình hàng nối với loa nha. MIC cộng, cái này đường mic. Đường mic này nói với chân số 11. Tại vì trên tai nghe Bluetooth đó, nó đều có micro hết ha. Rồi chân 12, chân 13, 12, 3 là nối với LED 2 ha, LED 1, LED 2. Trên mặt đó, của mình là quan sát là thấy hai con LED, LED đỏ và LED xanh. Chân 15 của mình là chân antenna, có nghĩa là nó sẽ kết nối với cái đường anten này nè. 16 là chân power on, chân mở nguồn ha, nó nối với công tắc. Thì dựa vào cái datasheet này á, mình có thể đoán được cái chức năng từng chân, mà mình đo thử coi nguyên nhân hư là nó như thế nào. Ở đây có đường sạc nào, V-sạc in là đã có rồi, quên. Rồi mình kiểm tra đường LED, LED ok nè. Volume cộng volume trừ, receiver có luôn. Rồi mình kiểm tra đường battery cộng, battery trừ coi. Hai chân này á, coi nó có bị chạm hay không ha. Thì mình kiểm tra thử. Có nghĩa là chân số 6, số 7. Số 6 nối dương của pin, số 7 nối với âm của pin. Đây mình chuyển vào thang đo chuông đi. Đó mình dò. Đây trên mặt của mình nè. Đó các bạn quan sát cho mình cái dấu chấm này chân số 1 ha, mình sẽ đếm ngược chiều đồng hồ 2 4 6. Chân số 6 và số 7. Rồi mình chích thử coi nó bị chạm chập gì không ha. Coi nó bị chập IC, chập tụ gì không mà sao khách báo là nó bị nóng. À, mình đo hai chân này nó không bị chập ha. Rồi mình thử đo cái chân số 6 á với cái dây đỏ. Tại vì nó sẽ nối vào dương. Đây dây đỏ nè, bỏ ra cái pin ha. Ủa cái này nó không thông ta. Đây nè, chân 6 nối với dây đỏ là không. Chân 6 nối với gì? Chân 6 nối với dây âm ha. Như vậy là có khả năng nó nối lộn. Chân 7 nối với dây trừ. Chân 7 nó có gì đỏ. Mình nhìn sang cái sơ đồ của nó. Chân 6 nó với dương. Dương của mình là dây đỏ. Còn chân 7 nó với âm, âm là dây đen. Như vậy là nó hàng sai ha. Để mình zoom thử. Cái dây đen nó như thế nào. Đây là dây đen nè. Dây đen là mình thấy nó trên mặt đó, nó ký hiệu đúng là B cộng. Còn dây đỏ của mình là B trừ. Như vậy á, từ cái
dataset của sơ đồ chân của IC HLOB 14 EDT thì mình có thể xác định được là cái này á, này do người ta nối dây sai. Nối dây sai kiểu này á, nó làm hư pin, may mà nó chưa chết IC. Nó dẫn đến là hư pin này. Cục pin này hư luôn rồi. Mình tiến hành mình thay cục pin mới ha. Mình lấy cục pin này mình thay vô. Rồi chân 6 của mình á, nó sẽ nối với dây đỏ. Dây dương và chân 7 nối với dây âm. Thì ở đây nó hàng sai ha. Mình chỉ cần mình chỉnh lại là xong. Này 6 nè. Cái chân số 6 của mình á, nối với dây đỏ. Mà dây đỏ của này nè, dây đỏ. Dây đỏ là dây âm mà. Dây đỏ mà cái này ở đây nó nối dây đen. Còn chân số 7 của mình là mát ha. 7 là mát mà nó. Mát của mình là mát pin luôn nha. B trừ battery á. Rồi như vậy là cái con tai nghe này á, nó hàng lộn dây. Thì đây á, mình có thể mình đổi lại dây ha, cho nó đồng bộ với cục pin này là ok. Ở đây mình tiến hành mình đổi dây nha. Mình lấy cái pin đó là dây dương của pin, mình sẽ nối với dây đen đỏ của bom á, có nghĩa là ha, B trừ mình sẽ nối vào dây đen của pin, rồi sau đó mình hàng lại thử. Mình hàng lại ha. Đây nè, dây B trừ, ở B trừ của nó là nối với dây đen là dây âm của pin, thì nó lộn hoàn lộn dây á, mình phải đấu lại dây ha. Còn nếu không thì mình đơn giản mình hàng lại dây cho nó đúng thôi. Còn có các bạn khỏi được, mình có thể xác định được cái nào đúng cái nào sai á, mình hàng lại thôi, không cần phải đổ lại dây. Rồi ok ha. Rồi ok ha. Rồi sau khi mình tiến hành mình đảo dây cho nó đúng á, rồi mình cắm sạc cho thử coi, kiểm tra pin có nóng không. Rồi cắm sạc sờ cho không nóng pin ha. Tại vì lúc đầu khách nói á, là cắm sạc vô pin rất nóng. Do cái chân battery nè, B cộng B trùng nối với pin á, nó đón sai nha. Nên nó làm cho nóng và chạm. Ở đây mình tiến hành mình bật nguồn thử ha. Các bạn nhìn thấy không? Như vậy là ok. Mình tắt nguồn nè. Bấm giữ nút power on. Đó, nó chớp như vậy á, là tắt nguồn. Rồi mình nhấn mình giữ lại để bật nguồn thử thôi. Đó. Đèn đỏ đèn xanh nó chớp liên tục. Rồi như vậy là thành công ha. Nói chung là mình biết được cái sơ đồ chân, biết được dataset, mình sửa khá dễ. Video này mình đã hướng dẫn các bạn cái cách sửa tai nghe i7 Pro bị không nguồn và bị
chạm mạch á. Khá đơn giản à. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.